À, xin chào tất cả các bạn. À, bang Tech Hàn Quốc thì luôn luôn mong muốn đó là một sản phẩm máy tạo nước pi không chỉ đem lại cái nguồn nước tốt cho gia đình của các bạn mà nó còn là một cái à, điểm nhấn để tạo nên cái sự sang trọng trong ngôi nhà của bạn và đó cũng chính là lý do tại sao model BTM 105 DN ra đời. Tinh tế, nhỏ gọn và sang trọng là những gì bạn cảm nhận được khi lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái sản phẩm này. Và với cái xu hướng thiết kế ngày càng hiện đại hơn, ngày càng trẻ trung hơn thì model BTM105DN đã được chăm chút và được thiết kế hoàn thiện đến từng chi tiết để là tạo lên một cái điểm nhấn và nó như là cái món đồ trang sức ở trong căn bếp của gia đình bạn. Và như các bạn có thể thấy ở đây là model BTM105DN cái phần thân máy thì làm âm dưới gầm tủ bếp như thế này còn phần vòi thông minh thì sẽ nằm ở trên mặt bệ bếp hoặc là nằm trên góc chậu rửa và các bạn có thể nhìn thấy là model BTM 105DN nó như là một cái món đồ trang sức là một cái điểm nhấn ở trong căn bếp của gia đình của các bạn. Model BTM 105DN đã đạt giải nhất trong cuộc thi kiểu dáng thiết kế tại Ý năm 2019 với tính thẩm mỹ rất cao. Và với model này nó vô cùng phù hợp với những khách hàng nào mà chúng ta sinh sống ở trong những căn hộ ở những biệt thự, những căn hộ chung cư cao cấp, những biệt thự xa hoa đúng không ạ? Với model BTM 105DN thì là cái phần vòi thông minh là mặt làm bằng kính cường lực và trên này có đầy đủ hiển thị những cái chỉ số Ví dụ như là chỉ số lõi lọc Ví dụ như là chỉ số cái độ pH ở trong nước Ví dụ như là các bạn đang sử dụng cái mức nước nào Nó sẽ được hiển thị ở trên cái uh, mặt kính cương lực như thế này Và ngoài ra thì với model này được tích hợp đầy đủ Những cái công nghệ tân tiến nhất của ban tích hiện nay Đó là công nghệ sụp rửa tự động bằng sóng âm đa chiều Đó chính là cái công nghệ cảnh báo bằng âm thanh Cảnh báo bằng giọng nói Và với sản phẩm này chúng ta sẽ được bảo hành trong vòng 5 năm thì sau đây, ở ngoài cái yếu tố thẩm mỹ, ngoài cái việc là một cái món đồ trang sức tạo nên cái sự sang trọng cho gia đình của bạn thì một em BTM105DN nó còn đem lại những cái điều gì khi mà chúng ta có một sản phẩm này ở trong gia đình. Thì với một em BTM105DN nó sẽ có tổng cộng là nó sẽ có 8 loại nước khác nhau. Và đầu tiên đó chính là chúng ta các mức nước chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chọn ở trên này. Có một số các model hiện nay thì là nó khá là bất tiện bởi vì là phần vòi thì nằm ở phía trên mặt bếp, nhưng phần thân máy và bảng điều khiển thì lại nằm ở dưới gầm tủ bếp và nó sẽ có một điểm rất là bất tiện đó là khi chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta phải cúi xuống và chúng ta mới chỉnh được các mức nước nhưng mà tuy nhiên với BTM 105DN thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn các mức nước ở phía trên này nó rất là thuận tiện, nó đem lại một cái sự thoải mái, nó đem lại một sự uh, tiện lợi cho khách hàng khi mà chúng ta muốn sử dụng và rất là đơn giản thôi khi mà chúng ta mở máy chúng ta chỉ cần bấm nút khởi động ở trên này với modem này khi lắp ở trong gia đình thì chúng ta sẽ có 8 loại nước khác nhau để chúng ta sử dụng với những mục đích khác nhau. À, ví dụ như mức nước số 1 đó là mức nước với độ pH là 7.5 thì chúng ta sẽ dùng cái mức nước này để uống trong tuần đầu tiên và dành cho trẻ em dưới 5 tuổi. Mức số 2 độ pH đó là 8.5 chúng ta sẽ uống thường xuyên cái mức nước 8.5 này. Thứ ba đó là mức nước 9.0. Thì với mức nước này khi nào mà chúng ta thấy cơ thể chúng ta mệt mỏi, chúng ta cần hồi phục cơ thể nhanh hơn hoặc khi mà chúng ta đi uống rượu bia, chúng ta về thì chúng ta sẽ uống mức nước này và các bạn sẽ cảm nhận một cái điều rất là rõ rệt đó là trước khi đi uống rượu bia và sau khi đi uống rượu bia chúng ta chỉ cần uống một cốc nước ở mức 9.0 thôi. Tất nhiên là chúng ta vẫn say nhưng sau đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là ngày hôm sau hơi thở chúng ta nó không còn bị nồng nặc cái mùi rượu bia nữa và đặc biệt đó chính là chúng ta sẽ không thấy là cơ thể chúng ta mệt mỏi nữa. Mức nước tiếp theo đó là mức nước với độ pH là 9.5 Thì với mức nước này chúng ta sẽ dùng để nấu nướng Tức là khi mà chúng ta nấu cơm thì chúng ta sẽ thấy là cơm nó thơm hơn, nó dẻo hơn Và chúng ta luộc rau thì rau nó sẽ xanh hơn và chúng ta có quên đậy vung thì rau nó không bị vàng Và nó sẽ giữ được các cái vitamin ở trong rau rất là tốt Ngoài ra còn có mức nước độ pH là 10 Với độ pH này chúng ta sẽ dùng cho cái việc là ngâm rau củ quả bởi vì cái tính kiềm cao của nó thế nên nó sẽ rửa trôi phần lớn cái lượng dầu và dầu nó là một trong những thành phần chính ở trên thuốc trừ sâu dầu nó sẽ có một cái tác dụng đó là nó giúp cho cái thuốc trừ sâu đó nó bám ở trên bề mặt các cái vỏ hoa quả và khi mà cái lượng dầu đó được rửa trôi thì nó cũng đồng thời là rửa trôi các cái thuốc trừ sâu những cái thuốc bảo vệ thực vật ở trên vỏ hoa quả đó và cái việc dùng cái mức nước pH 10 này để ngâm rau củ quả nó sẽ rất là tuyệt vời trong cái việc loại bỏ những cái uh, những cái thuốc trừ sâu phân bón học ở trên cái vỏ hoa quả đúng không ạ nó giúp cho cái uh, chúng ta sử dụng hoa quả nó được an toàn hơn Ngoài ra với mức số 10 này chúng ta sẽ dùng uh, uống khi mà có sự chỉ định của bác sĩ và thông thường là chúng ta sẽ dành cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hoặc là những người tiểu đường giai đoạn hoại tử thì chúng ta sẽ uống cái mức nước kiểm cao nhất này. Và ngoài các mức nước dùng để uống, dùng để ăn uống ra thì chúng ta còn có những mức nước khác dùng cho những cái nhu cầu và mục đích khác nhau. Ví dụ như mức nước hoa hồng với độ pH là 5.5, nó chính là cái độ pH ở trên da mặt của chúng ta. Thì với mức nước này chúng ta sẽ sử dụng trong cái việc là tẩy trang, chúng ta dùng trong cái việc làm đẹp da nó rất là tuyệt vời. Ngoài ra còn có mức nước axit điện giải mạnh, đó là mức pH là 3.5, chúng ta sẽ dùng trong cái việc là nhỏ mắt thay cho nước muối sinh lý, đúng không ạ? Và chúng ta có thể tắm cho trẻ em viêm da cơ địa, về đến á sưng hoặc là những ai khách hàng nào chúng ta bị hôi chân chúng ta có thể dùng để ngâm chân, vân vân, nó sẽ có rất nhiều tác dụng. Và như tất cả các anh chị đã thấy là chỉ với một sản phẩm máy tạo nước bi uh, lắp ở trong gia đình thôi thì nó đã đáp ứng được toàn bộ tất cả những cái nhu cầu về nước sử dụng nước của các anh chị. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là ngoài cái việc tạo ra nguồn nước tốt thì với một em này với những anh chị nào mà chúng ta cần một cái sản phẩm nó tinh tế nó sang trọng nó phù hợp với cả không gian bếp của các anh chị nó là một cái điểm nhấn tạo nên cái sự sang trọng cho ngôi nhà của các anh chị nó như là một cái món đồ trang sức ở trong không gian bếp của các anh chị thì chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo model BTM 105DN Và xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi